Thành liền chém bố và cậu bạn gái trong ngày ra mắt khai gì. Vì bị ngăn cấm tình cảm, Trần Quang Thành, 19 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng, đã dùng dao chém trọng thương bố và cậu ruột của bạn gái. Ngày 26 tháng 10, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang tạm giữ Trần Quang Thành, 19 tuổi, trú tại khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao chém hai người thân của bạn gái trọng thương. Theo tài liệu điều tra, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, Trần Quang Thành đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Tê, H, sinh năm 2003, trú tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Sau đó hai người rủ nhau đi chơi tại thành phố Thái Bình. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Đê là bố đẻ chị H gọi điện bảo chị H và Thành về nhà ăn cơm nhưng hai người không chịu về. Đến 14 giờ 15 phút, anh Đê tiếp tục gọi điện cho con gái, quát mắng về việc đi chơi không về và ngăn cấm Thành, H yêu nhau. Bị bố ngăn cấm, Thành và H nảy sinh ý định mua một con dao, dọa sẽ tự tử nếu bố vẫn tiếp tục chia rẽ tình cảm. Nghĩ là làm, Thành và H đi xe máy đến một cửa hàng trên địa bàn thành phố Thái Bình mua một con dao dài 35cm. Thành cố tình bỏ dao vào túi quần và để thừa phần cán dao ra ngoài nhằm mục đích đe dọa anh Đê. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Thành chở H về nhà tại xã Phú Xuân. Dưới sự có mặt của nhiều người họ hàng, anh Đê đã ngăn cấm Thành và con gái yêu nhau. Vì vậy, hai bên xảy ra cãi vã. Thấy anh Đê và Thành cãi vã lớn tiếng, cậu ruột của H kéo Thành ra chỗ khác và bị đối tượng dùng dao đã chuẩn bị sẵn chém vào tay trái. Ngay sau đó, anh Đê chạy đến, cũng bị Thành dùng dao chém vào bàn tay. Hai nạn nhân sau đó được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Nhận tin báo, Công an thành phố Thái Bình đã có mặt, khống chế đối tượng, đưa về trụ sở để làm việc, lấy lời khai, đồng thời khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.